Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời tốt lành. Hãy khen Chúa. Chúng tôi khích lệ anh chị em nếu có thể được cùng tham dự Thánh Kinh mùa hè với các em, những người trẻ cũng như thiếu nhi trong hội thánh của chúng ta. Đây là cơ hội để chúng ta sẽ cùng với con em chúng ta cùng học một đề tài để chúng ta có thể thảo luận với con cái của mình. Và chúng ta có những điểm chung để chúng ta có thể có những câu chuyện ý nghĩa trong gia đình của mình suốt ở trong tuần lễ đó. Vì các em cũng sẽ học cùng một phần Kinh Thánh với chúng ta. Ở đây là một phước hạnh mà tôi tin rằng rất cần cho hội thánh của Chúa. Trong nhiều qua chúng tôi tiếp xúc với những người con đã từng lớn lên trong gia đình của những tín hữu trong hội thánh. Thì điều mà họ thấy tiếc nuối đó là họ không thấy được cha mẹ có những thời giờ để có thể trò chuyện, có thể nói chuyện với mình, để có thể cảm thông và được giúp đỡ. Cha mẹ họ là những người cha, người mẹ vắng bóng trong cuộc đời của họ. Có mặt, nhưng không có mặt. Có hiện diện ở nhà, nhưng mà không bao giờ có mặt ở trong đời sống của con cái của mình. Đây là một điều đáng tiếc xảy ra và xin Chúa Ngài thương xót và chúng ta sẽ làm quyết định chúng ta không để chuyện đó xảy ra nữa. Bởi vì chúng ta có con cái ở trong nhà và chúng ta cần có những điểm để chúng ta cùng nhau thảo luận. Các thế hệ trước có một cái thời giờ gọi là giờ gia đình lễ bái. Điều này dường như nó đã thất truyền và đã bị mai một trong hội thánh của Chúa. Xin Chúa Ngài thương xót và đem lại điều này. Bởi vì Chúa bảo chúng ta hãy dạy dỗ con cái chúng ta con đường nó phải theo. Họ khi nó về già, nó cũng sẽ chẳng lìa khỏi đó. Cái con đường mà chúng ta phải dạy dỗ con cái của chúng ta, đó là lời của Chúa, là kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời sống của mỗi một người mà Chúa Ngài muốn ban phước, muốn phục hồi. Anh chị em yêu dấu của tôi, không có gì tốt bằng chúng ta có cơ hội để cùng học lời của Chúa với con em của mình, con cháu của mình. Và có thời giờ để nghe, học hỏi lời của Chúa và thảo luận với con em của mình trên đường đến nhà thờ hoặc là trên đường trở về nhà của mình. Để chúng ta có thể lắng nghe và biết mức độ thuộc linh của con em của mình, cũng như thấy những chỗ chúng ta cần phải bổ khuyết. Thánh Kinh mùa hè đã đem lại phước hạnh cho nhiều cuộc đời, có những người đã được gọi vào, đã được cứu và được gọi vào chức vụ hầu vị Chúa. Nên chúng ta tiếp tục và khuyến khích anh chị em giữ truyền thống đó. Hội thánh tổ chức và sẽ biến hội trường của chúng ta ở COC cũng như là nhà thờ của chúng ta ở tại đây trong không khí của chủ đề của Thánh Kinh mùa hè. Và cảm ơn Chúa nói đến điều này, thì cảm ơn Chúa vì sự đóng góp của các anh chị em, các giáo viên, những người giúp đỡ trong đội tuyển của VBS của Thánh Kinh mùa hè đã làm việc một cách rất là cật lực để giúp đỡ chúng ta có một tuần lễ tràn đầy phước hạnh từ nơi Chúa. Cảm ơn Chúa. Ở trên chúng ta bắt đầu hôm nay sẽ bước vào trong một loạt bài mới mà tôi xin mời anh chị em chúng ta cùng học. Đó là khi bất khả thi trở nên khả thi. Khi những cái không thể trở nên có thể. Thì chúng ta sẽ học về những điều mà Chúa Ngài bày tỏ chính mình Ngài qua lời của Chúa để giúp đỡ cho chúng ta. Hoặc cho chúng ta có thể kinh nghiệm được trong những lúc bối rối, những gian truân trong đời sống. Nhất là trong cái thời điểm mà chúng ta sống ở trên đất này, thì chúng ta thấy có rất là nhiều điều có thể khiến chúng ta kinh nghiệm. Những cái kinh nghiệm mà chúng ta nếu không có được sự vững vàng trong nền tảng của chúng ta đặt nơi Chúa, chúng ta có thể bối rối. Và nhiều người đã để cho những cái gian truân này đẩy họ vào trong cái chỗ mà tác giả của Thi Thiên 77 đã kinh nghiệm. Chúng ta nghe lại Thi Thiên 77 và chúng ta cầu nguyện để Chúa Ngài giúp đỡ để việc mà tác giả của Thi Thiên 77 làm cũng là việc mà chúng ta sẽ làm ở trong những tuần sắp đến, để chúng ta có thể bước ra khỏi cái thung lũng, cái kinh nghiệm thung lũng thấp ở trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta sẽ được Chúa Ngài cất chúng ta lên và đặt chúng ta nơi cao qua trải nghiệm mà chúng ta có được với Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời, hay làm những phép lạ lương lao. Thi Thiên 77 chép: con kêu cầu với Đức Chúa Trời, các tiếng hướng về Chúa Trời và xin Ngài lắng nghe con. Trong ngày gian truân con tìm cầu Chúa, ban đêm tai con dê thẳng lên không mỏi, nhưng linh hồn con không được an ủi. Con nhớ đến Đức Chúa Trời và bồn chồn than thở, tâm linh con nao sờn. Selah. Selah có nghĩa là dừng lại và suy nghĩ những điều đó. Chúa giữ mí mắt con mở ra, con bị bối rối không nói nên lời. Con suy nghĩ về những ngày xưa và các năm đã qua. Ban đêm con nhớ lại bài hát của con. Con suy gẫm trong lòng và tâm linh con băn khoăn tự hỏi,
Chúa sẽ từ bỏ đến đời đời ư? Ngài chẳng còn ban ơn nữa sao? Sự nhân từ Ngài chấm dứt mãi mãi ư? Lời hứa của Ngài vĩnh viễn không còn nữa sao? Đức Chúa Trời quên lòng ư sao? Trong cơn giận, Ngài bấm chặt lòng thương xót ư? Sẽ là. Con nói, nỗi đau đớn của con là tay phải của Đấng Chi Cao đã đổi thay. Con sẽ nhớ mãi công việc của Đức Giê-hô-va. Nhớ đến các phép lạ của Ngài thuở xưa, cũng sẽ suy gẫm về mọi công tác Chúa và suy tư về những công việc của Ngài. Là Đức Chúa Trời, đừng nói Chúa là thánh, có thần nào vĩ đại bằng Đức Chúa Trời chăng? Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ? Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài giữa các dân. Chúa dùng cánh tay của mình mà chuộc dân của Ngài, tức là con cháu của Gia-cốp và Joseph. Sẽ là. Là Đức Chúa Trời, khi các dòng nước thấy Chúa, phải khi các dòng nước thấy Chúa thì sợ hãi và vực sâu run rẩy. Đám mây tuôn nước xuống, bầu trời vang tiếng ầm, các mũi tên Chúa bay khắp bốn phương, tiếng sấm Chúa ở trong gió trút, tia chớp chiếu sáng thế gian, đất chuyển động và rung rinh. Con đường của Chúa ở trong biển, các lối của Chúa ở dưới nước sâu, còn các dấu chân của Chúa không ai thấy được. Chúa dùng tay Môi-se và A-rôn để dẫn dắt dân của Ngài như một đàn chiên. Cảm ơn Chúa vì tác giả của Thi Thiên 77 rất thành thật. Ngài bày tỏ nỗi lòng của ông và những cái trải nghiệm, những cái điều đang suy nghĩ, ông đang suy nghĩ trong đầu và những điều đang diễn ra trong tâm hồn của ông. Đó là ông biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài là Đức Chúa Trời của phép lạ. Ngài thừa quyền năng để làm phép lạ và sẽ làm phép lạ. Nhưng tại sao trong lúc này thì thấy dường như Chúa không còn làm nữa? Ông nói đến một cái câu, con gặp một cái khó khăn. Nỗi đau đớn của con là tay phải của Đấng Chi Cao đã đổi thay. Những điều trong đời sống của chúng ta mà chúng ta cảm thấy như là trong cái lúc khó khăn, chúng ta kêu cầu thì không thấy Chúa Ngài đáp lời. Và nếu không khéo, chúng ta sẽ để cho điều này kéo chúng ta đi vào trong thung lũng của những sự gian truân này và kéo chúng ta đi đến cái chỗ chúng ta bi quan, chúng ta thấy dường như Đức Chúa Trời không còn làm việc nữa. Nhưng tác giả đã làm một công việc mà tôi cũng muốn thực hiện ở trong loạt bài này. Đó là ông nhớ lại những gì Chúa đã làm. Nhớ lại những ngày mà Chúa Ngài hành động. Nhớ lại những công việc mà Chúa Ngài đã thi thố quyền năng của Ngài. Và ông đem đến một cái sự so sánh rằng trong tất cả các thần ở trên đời này, có thần nào vĩ đại bằng Đức Chúa Trời chăng? Ông nhắc nhở chính mình, Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ? Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài giữa các dân, và Chúa dùng cánh tay của mình mà chuộc dân của Ngài, tức là con cháu của Gia-cốp và Joseph. Chúng ta sẽ suy nghĩ về phép lạ Chúa Giê-xu làm, phép lạ Đức Chúa Trời làm. Và các phép lạ của Kinh Thánh khi chúng ta nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể chia nó vào trong bốn nhóm phép lạ. Phép lạ của sự giải cứu, phép lạ của sự chữa lành, phép lạ của sự bảo vệ, và phép lạ của sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Và trong những ngày sắp đến, chúng ta sẽ làm như tác giả của Thi Thiên 77 này. Chúng ta nhắc nhở chính mình rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng, đấng mà không có thần nào có thể so được với Ngài đó, Ngài là đấng như thế nào anh chị em? Hay làm phép lạ. Ngài khen Chúa, đấng thích đứng hay làm phép lạ. Và Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài ở giữa các dân, để chúng ta lại được tươi mới, được phục hồi, và chúng ta lại vững tin ở trong ơn của Chúa. Và trong những ngày qua, anh chị em nếu là những người trung tín làm theo lời của Chúa dạy, và chúng ta đi ra, chúng ta gặp gỡ những người có nhu cầu, và chúng ta hỏi họ, tôi có thể giúp bạn điều gì? Tôi có thể làm gì để giúp bạn? Nếu chúng ta còn có những chỗ như tác giả của Thi Thiên 77 này, có những câu hỏi ở trong tâm trí của chúng ta, trong suy tư của chúng ta, những câu hỏi mà ông đã đặt ra, Chúa từ bỏ đến đời đời ư? Ngài chẳng còn ban ơn nữa sao? Sự nhân từ của Ngài chấm dứt mãi mãi ư? Lời hứa của Ngài vĩnh viễn không còn nữa sao? Đức Chúa Trời quên làm ơn sao? Trong cơn giận Ngài đóng chặt lòng thương xót ư? Thì chúng ta sẽ không dám hỏi ai hết, bởi vì chính mình chúng ta còn chưa ổn, làm sao chúng ta có thể cho ra được. Nhưng cầu nguyện với tôi và đồng hành để chúng ta bám theo lời của Chúa như tác giả của Thi Thiên 77 này đã làm. Khi những thắc mắc của ông được giúp đỡ, khi ông ôn lại những gì ông đã từng kinh nghiệm Đức Chúa Trời trong đời sống của mình, chúng ta sẽ cùng suy nghĩ đến các phép lạ
Hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ về phép lạ của sự chữa lành. Nói đến phép lạ, tôi tin rằng ngày hôm nay người ta đã và đang đánh mất sức mạnh của từ ngữ này trong cách sử dụng của họ. Thì chúng ta thấy một người lái xe đến khu mua sắm, khi thấy nhìn qua nhìn lại thấy rằng tất cả các cái chỗ đậu xe nó đã đầy hết rồi, nhưng mà chạy lên ngay gần cửa thì có một cái chỗ trống. Chạy xe vào đầu chiếc xe xong buộc miệng kêu lên: phép lạ. Bạn thân mến, đó không phải là phép lạ, mà đó là bởi vì có một người đã mua sắm xong, lên xe và vừa mới kéo xe của mình, dê xe của mình ra khỏi cái chỗ đó, cho nên bạn được cái chỗ đó. Phép lạ mà Kinh Thánh nói đến là sự can thiệp của Đức Chúa Trời quyền năng vào trong nan đề của cuộc sống của con người của chúng ta. Phép lạ là khi trời, nước trời chạm đến thế giới của chúng ta. Phép lạ là khi chúng ta có nhu cầu lớn lao trong đời sống của mình mà chúng ta không làm gì được, chúng ta kêu cầu và Đức Chúa Trời can thiệp vào đời sống của chúng ta, khiến cho từ chỗ không thể thực hiện được, bất khả thi trở nên khả thi. Đó mới là phép lạ. Amen anh em. Khi chúng ta có nhu cầu, khi chúng ta có nan đề trong đời sống của mình, thì chúng ta là đối tượng của phép lạ của Chúa. Vậy nếu không có nhu cầu, chúng ta không cần sự can thiệp của Chúa. Cho nên chị em yêu dấu, chúc mừng anh chị em khi anh chị em có những nan đề trong đời sống. Như lời của bài hát mà chúng ta hát ở trong những ngày gần đây: khi gió thổi, khi mưa xa đổ xuống, khi khó khăn đến thì lòng của con không chi vui mừng hơn. Như tinh thần của Gia-cơ nhắc chúng ta, khi sự thử thách trăm bề thọt đến trên anh em, thì hãy kể đó là sự vui mừng trọn vẹn. Thì biết rằng trong sự thử thách này, trong bỏ cố này, nếu chúng ta đặt đức tin nơi Chúa, chúng ta sẽ vượt qua, và chúng ta sẽ phía bên kia của vấn đề, chúng ta sẽ là những người được phước. Xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta học được nhắc nhở, để khi chúng ta đối diện với nan đề, chúng ta không để nan đề đè bẹp chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ áp dụng những nguyên tắc từ nơi lời của Chúa để chúng ta tấn tới trọng ơn của Chúa. Tôi tin rằng VBC hiếu sinh của chúng ta, cũng như cá nhân tôi, chúng ta không nghi ngờ rằng có một Đức Chúa Trời làm phép lạ. Vì chúng ta đã chứng kiến, chúng ta đã kinh nghiệm, và có nhiều trường hợp chúng ta đã dự phần trong việc đứng với những người có nhu cầu này, và đã thấy phép lạ của sự chữa lành, phép lạ xảy ra trong đời sống của họ, của cá nhân chúng ta, phép lạ của sự phục hồi, sự cứu rỗi đến cho những người thân thương của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng từng hồi từng lúc đối diện với một vấn đề mà nhiều người phải trăn trở với. Đó là chúng ta biết, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời ngài là đấng làm phép lạ, ngài sẽ làm phép lạ. Nhưng tại sao có những trường hợp chúng ta xin mà Chúa không làm? Anh chị em yêu dấu, tôi tin rằng không ai trong chúng ta được miễn trừ. Nhưng mà điều mà chúng ta cần cẩn thận để không để cho mình rơi vào, đó là chúng ta trở nên nghi ngờ. Chúng ta bắt đầu chọn thái độ của những người không tin Chúa. Coi kìa, phép lạ không xảy ra có nghĩa là Đức Chúa Trời không có thật. Ngài là đấng không có quyền năng. Hay có người khác đi đến kết luận là Đức Chúa Trời là đấng không quan tâm gì đến con người của chúng ta. Nhưng chúng ta thừa biết là con cái của Chúa, thì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thừa quyền năng. Ngài là đấng yêu thương chúng ta. Ngài có thể làm và sẽ làm. Và ngài là đấng rất quan tâm đến đời sống của chúng ta. Lời của Chúa cho biết tất cả những chi tiết về cuộc đời của chúng ta, Chúa ngài quan tâm hết. Chúa Giê-xu mô tả cho chúng ta hình ảnh đến cái độ mà chúng ta thấy rằng Chúa quan tâm đến chừng như vậy sao? Đó là bao nhiêu sợi tóc trên đầu chúng ta Chúa cũng đã đếm hết rồi. Và không một sợi nào rớt xuống mà Chúa ngài không biết. Hả? Tới từng sợi tóc ở trên đầu của chúng ta Chúa ngài cũng đã đếm hết rồi. Bởi vì ngài quan tâm, chúng ta Đức Chúa Trời không có chuyện làm. Nhìn xuống và bởi kính hiển vi của ngài rọi vào trong cái đầu của ai đó, và chúng ngồi Chúa đếm từng cọng tóc. Thì nói rằng Chúa ngài biết hết tất cả mọi mặt trong đời sống chúng ta, và ngài quan tâm đến chuyện lớn, chuyện nhỏ trong đời sống của chúng ta. Những vấn đề mà chúng ta đặt ra trong ngày hôm nay, đó là tại sao chúng ta biết, trong khi chúng ta biết là Đức Chúa Trời chúng ta là đấng làm phép lạ, ngài sẽ làm phép lạ, nhưng mà có những lúc ở trong đời sống của chúng ta không thấy phép lạ xảy ra. Thì chúng ta giải quyết, chúng ta tìm hiểu từ nơi lời của Chúa một số những lý do tại sao, và phần còn lại chúng ta giao vào trong quyền tẩy trị của Chúa. Bởi vì Chúa ngài khôn ngoan
Và Ngài có một chương trình lớn lao cho đời sống của chúng ta, cho nhân loại, cho hội thánh của Chúa. Cảm ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Trong những lúc khó khăn trong đời sống, khi chúng ta đối diện với khi việc chúng ta cầu xin mà không thấy sự đáp lại, nhất là sự chữa lành cho những người thân thương của chúng ta, chúng ta cầu nguyện, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời nên làm và phải làm những điều này để Ngài được vinh hiển và người ta được biết Chúa. Nhưng chúng ta thấy Chúa lại chọn không làm, khiến cho chúng ta bối rối. Nhưng để chúng ta có thể học bài học và tấn tới ở trong ơn của Chúa, thay vì chúng ta để cho cái điều đó, điều mà chúng ta không giải thích được đó, nó đè bẹp chúng ta, thì chúng ta cần, như tác giả của Thi Thiên 77 tới đây, chúng ta ôn lại những việc Chúa Ngài đã làm, các phép lạ chữa lành ở trong Cựu Ước. Chúng ta đã nghe được nhắc nhở về cuộc đời của tiên tri Elise và thầy của ông, thì chúng ta thấy phép lạ đã xảy ra trong chức vụ của họ. Chúng ta thấy Elise khiến sống con của người đàn bà quá. Học trò của ông Elise cũng khiến cho con trai của người nữ Sunem sống lại. Phép lạ của việc gọi người chết sống lại. Trong chức vụ của tiên tri Elise, Nahaman là tướng lãnh của quân Assyria được chữa lành khỏi phong cùi. Anania được phép lạ của Chúa chữa lành cho thân thể của bà để bà có thể sanh được con trong tuổi già, sau nhiều năm tuổi nhục vì người vợ kế của chồng của mình khinh miệt và có những điều làm cho bà cứ đau khổ về việc mình chưa được có con. Sự chữa lành của Chúa cũng bày tỏ trong bốn sách Tin Lành cho chúng ta, có 30 phép lạ tượng trưng khác nhau và dâng cho chúng ta biết còn rất nhiều, còn nhiều nữa, nhưng không chép lại cho chúng ta. Nhiều khi người được chữa lành trong một lần Đức Chúa Giêsu phục vụ thì là hết thảy. Mà trước đó thì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng người ta đem những người đau ốm, những người bị quỷ ám từ các miền chung quanh đến và hết thảy đều được chữa lành. Như vậy chúng ta thấy phép lạ của sự chữa lành ở trong tầng nước đầy rẫy. Đức Chúa Giêsu chữa cho mắt mù được sáng, tai điếc được nghe, lưỡi câm được nói, phun được sạch, khiến sống kẻ chết. Và cảm ơn Chúa về phép lạ của những người câm điếc bẩm sinh trong chức vụ của hội thánh của Chúa tại đây. Trong những cuộc đại hội được tổ chức ở tại Việt Nam, chúng ta thấy rất nhiều. Nó bắt đầu bằng một, rồi đức tin của anh em vững vàng và anh em đi đến chỗ. Đó là khi đại hội sắp diễn ra, họ đi tìm, đi lùng tất cả những người câm điếc bẩm sinh và mời cho bằng được, hướng dẫn đến để có thể nhận được phép lạ này. Chúa vẫn còn làm phép lạ. Trong chức vụ của Phi-rơ và Giăng, chúng ta thấy trong buổi sứ đồ cho chúng ta thấy người bại từ thỏi sinh ra được lành, người chết được gọi sống lại như Đô Ca. Đến nỗi bóng của Phi-rơ cũng đã chữa lành những người được xếp đặt nằm ở bên lề đường. Trong chức vụ của Phao-lô, người bại được lành, người chết được gọi sống lại. Ông một lần kia giảng lời của Chúa đến đêm tối, một người đi nghe một sư giảng ngủ gục, té từ trên lầu xuống chết tại chỗ. Phao-lô chạy xuống đặt tay trên và gọi người chết để sống lại. Một sự sống động của phép lạ của Chúa xảy ra trong Kinh Thánh, và Đức Thánh Linh Ngài đã cho phép ghi lại những điều này cho chúng ta. Nhưng chúng ta cần được nhắc nhở luôn khi chúng ta đặt câu hỏi tại sao Chúa cho ghi lại những điều này. Vì Đức Chúa Trời có ý định là những gì đã diễn ra cho những người xưa, Chúa ghi lại chúng ta để dạy chúng ta những bài học thuộc linh ở trong đời sống của chúng ta. Và anh chị em, đây là lời hứa tuyệt vời của Chúa mà chúng ta sẽ đeo đuổi cho đến khi chúng ta kinh nghiệm được. Trong Giăng chương 14 câu số 12, thật, ta bảo thật các con, người nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm và sẽ làm những việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha. Anh chị em để ý đến cụm từ việc lớn hơn từ đây cho đến cuối năm, và để ý xem Đức Chúa Trời Ngài làm gì trong công việc. Tôi tin Đức Chúa Trời Ngài sắp sửa đưa chúng ta vào trong những chỗ để chúng ta thấy những việc lớn hơn, mức độ của sự chữa lành lớn hơn, mức độ của sự vận hành của Chúa lớn hơn. Những công việc mà Chúa đã cho chúng ta kinh nghiệm trước đây, Chúa Ngài sẽ làm lớn hơn trong ơn của Ngài. Và đến cao điểm cái đại hội năm nay, chúng ta sẽ cùng học Đức Chúa Trời là đấng sẽ bày tỏ chúng ta những việc chúng ta chưa từng thấy, những việc lớn hơn như chúng ta thấy Chúa Giêsu đã hứa rằng thiên sứ của Chúa sẽ đi lên đi xuống trên con người như là một chiếc thang của Gia-cốp được mở ra. Chúng ta sẽ thấy những việc lớn hơn trong sự mặc khải của Chúa. Chúng ta cũng sẽ lấy
và nhận ơn của Chúa để làm những việc lớn hơn ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng ta trở lại với vấn đề. Nếu Đức Chúa Trời có thể, tại sao một số trường hợp lại không? Nó đem lại một số những phản ứng mà người ta đã nói rằng Ngài không có thật, Ngài không nhân lành, Ngài không quan tâm. Mà có một số điều chúng ta cần được nhắc nhở tại đây thì chúng ta được giúp đỡ. Thứ nhất, anh chị em nhớ điều này, Đức Chúa Trời chữa lành, nhưng không phải lúc nào Ngài cũng chữa lành cho mọi người. Chúng ta thấy điều này, ở giữa một đám người nằm chờ để khi một thiên sứ của Chúa ngồi xuống và khuấy động nước ở trong ao, nhiều người cần sự chữa lành đó. Đức Chúa Jesus đi thẳng đến một người mà người này cũng không xin Chúa chữa lành nữa. Chúa đến và Chúa hỏi, ngươi có muốn được lành không? Cho chúng ta thấy, nếu chúng ta có thể đưa lên trong biểu đồ của ý của Chúa là rất muốn chữa lành, thì chúng ta thấy đây là trường hợp không xin mà Chúa nhưng muốn đến để chữa lành. Nhưng điều mà tôi muốn anh chị em để ý đến tại đây là tất cả những người ở tại đó không có được lành, mà chỉ có người bại này được lành mà thôi. Rồi chúng ta đi bên phía bên kia của biểu đồ, mà chúng ta sẽ thấy có những người luôn làm môn đồ của Chúa, làm mục sư, thì lại không được sự chữa lành. Nhưng mà ở giữa của bên phía bên kia của vấn đề là Chúa rất muốn chữa lành, ý của Ngài là rất muốn chữa lành, và ý của Chúa dường như là sự chữa lành chậm đến trì hoãn, thì chúng ta có một cái khoảng rất lớn ở giữa hai cực này, đó là Đức Chúa Trời vẫn làm phép lạ, là chữa lành những thân thể, những người đau ốm. Nếu bên kia của thái cực của Chúa, Ngài không chữa lành, thì chúng ta để ý đến ở trong Timôthê thứ 2 chương 4 câu số 20, Erác còn ở Corinto, còn Trophim đang bị đau nên ta để ở lại Meli. Đây là một trong những người đi trong đoàn truyền giáo với Phaolô, ngã bệnh, chưa được lành. Ông phải để lại ở tại một thành phố vì không thể đi đường xa với đoàn truyền giáo nữa. Chúng ta thấy thứ nhất, chương 5 câu số 23, đây là lời của Phaolô cho mục sư trẻ Timôthê. Vì dạ dày của con và vì con thường hay đau yếu nên con không chỉ uống nước mà hãy dùng một ít rượu. Thì cái chỗ này là chỗ mà cũng là nhiều cái trăn trở. Chúng ta thấy đây, sử dụng rượu như là một cái phương thuốc, chứ phải uống rượu để xài. Mình nhớ như vậy. Đừng ai trong chúng ta nói rằng, ô, xin lỗi, Phaolô khuyến khích cho Timôthê nên uống chút rượu. Thế bây giờ là mình phải uống chút rượu chứ không uống nước lã thôi. Đừng lợi dụng. Nhưng mà nhận biết một điều, như thuốc, như những phương tiện y khoa khác, Đức Chúa Trời có thể sử dụng nó. Chúng ta hiểu tại sao Chúa không chữa lành trực tiếp trong sự chữa lành siêu nhân của Ngài, mà Ngài chọn những phương pháp này. Điều đó gặp Chúa chúng ta hỏi. Và để lời của Chúa mà chúng ta sắp học đến đây cho chúng ta câu trả lời. Và đây là điều mà chúng ta cần để ý, để tránh và đừng để mình bị những ý tưởng này và những lời nói này làm cho mình phải đau khổ. Vì có những người trong nhà thờ sẽ phát biểu những lời phát biểu làm cho nỗi khổ chúng ta càng khổ, đó là tại tội lỗi trong đời sống cho nên không được lành, tại không cầu nguyện đúng cách cho nên không được lành, có làm điều gì đó sai trật cho nên không được lành. Bây giờ xin chúng ta xem xét những lý do mà Kinh Thánh cho chúng ta thấy Đức Giê-xu không làm phép lạ trong một số trường hợp. Thứ nhất, một trong ba lý do mà Chúa Giê-xu, lời của Chúa bày tỏ Ngài không làm phép lạ. Thứ nhất đó là Chúa Giê-xu từ chối làm phép lạ để chứng tỏ chính mình Ngài. Mát chương 8 câu 11 đến 12 chép, có mấy người Pha-ri-si đến và tranh luận với Ngài. Họ xin Ngài một dấu lạ từ trời để thử Ngài. Anh chị em gạch dưới ba chữ đó, để thử Chúa. Thì có 12 cho chúng ta thấy từ nơi góc nhìn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu như thế này. Đức Chúa Giê-xu thở than trong lòng rằng, tại sao thế hệ này lại tìm kiếm dấu lạ? Thật ta bảo các ngươi, sẽ chẳng có một dấu lạ nào ban cho thế hệ này cả. Lý do là họ không đến với Chúa vì nhu cầu, không đến với Chúa để tha thiết xin Ngài, nhưng họ đến họ thử Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta để ý đến tại đây cái chữ Đức Chúa Giê-xu thở than trong lòng. Ngài ngạc nhiên vì cái sự vô tính của họ. Họ đáng ra là những người đã biết lời của Đức Chúa Trời thì họ phải hiểu. Nhưng mà chúng ta thấy tại đây,
Đó là một cái thái độ. Nằm trên khi chúng ta trong đời sống cá nhân của chúng ta, công việc chúng ta giúp đỡ cho những người mà chúng ta hỏi họ, tôi có thể làm gì để giúp cho bạn đó. Đừng để mình rơi vào trong tình trạng thử Chúa. Họ xin Ngài một dấu lạ từ trời để thử Ngài. Thì chúng ta nhớ một điều như Chúa Giê-xu trả lời tại đây. Thử Chúa. Mà Chúa Ngài biết tấm lòng của chúng ta, những người đến với Chúa. Nếu chúng ta thử Chúa, thì Đức Chúa Giê-xu sẽ từ chối làm phép lạ để chứng tỏ về Ngài. Vì Ngài không phải là một con người, một đứa trẻ mà chúng ta thách thức, thách cấy Chúa. Thì Chúa Ngài phải đứng dậy sẵn tay áo của Ngài lên làm phép lạ cho chúng ta. Bởi vì chúng ta hỏi, Chúa có quyền năng thì không? Không. Ngài yêu thương và Ngài đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Và Ngài đáp lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta kêu xin Ngài. Thứ hai, Chúa Giê-xu không bao giờ thực hiện phép lạ nếu cản trở kế hoạch tối hậu của Đức Chúa Trời. Ý của Chúa là Ngài chữa lành chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời có một kế hoạch của Chúa cho những cá nhân, kế hoạch của Chúa cho hội thánh của Ngài, kế hoạch của Chúa cho cả nhân loại. Và nếu phép lạ đó cản trở kế hoạch tối hậu của Đức Chúa Trời, Chúa Ngài sẽ không làm. Chúng ta nhớ khi Judas Iscariot, ông phản bội Chúa, bán Chúa với 30 đồng bạc. Mà trong đêm mà Chúa Giê-xu đang ở trong vườn Gethsemane, là nơi mà Chúa thường đến đó để cầu nguyện với các môn đệ của Ngài, Judas kêu dẫn lính của đền thờ, của các thầy tế lễ đến để bắt Chúa. Và ông thừa biết rằng trong đêm tối đó ở tại vườn Gethsemane thì không biết được ai với ai. Cho nên ông đã làm một cái dấu để nhận định Đức Chúa Giê-xu. Và chắc ông đã thỏa thuận trước với những tên lính này. Đó ai mà ông hôn cái hôn của ông, thì người đó là Đức Chúa Giê-xu. Các sách Tin Lành cho chúng ta thấy cái khung cảnh đó. Khi chúng ta đọc cả bốn sách Tin Lành, chúng ta sẽ thấy điều này. Khi họ đến, Chúa Giê-xu làm điều đó. Chúa hỏi, người lấy cái hôn mà phản bội con người sao? Và Chúa Giê-xu trả lời với những tên lính, chính ta đây, đầy quyền năng. Và Kinh Thánh ghi lại chúng ta, những tên lính nghe những điều này, họ té ngửa ra phía sau. Chúa đầy quyền năng ở trong cái vị trí đó. Và khi Phi-e-rơ thấy những tên lính này đến để bắt Chúa, ông đã tuốt gươm ra và ông chém một cái thì lỗ tai của một người lính, một người đầy tớ được gọi là Manchu, rớt cái lỗ tai xuống. Đọc cuốn sách Tin Lành chúng ta thấy Chúa Giê-xu Ngài biểu lượng lại cái lỗ tai đó để vào ở trên đầu của Manchu tại đây. Và chúng ta hình dung Chúa Ngài chữa lành cho. Phép lạ xảy ra, có sự chữa lành xảy ra như vậy. Nhưng mà cùng ở trong cái khung cảnh đó, Chúa Giê-xu lại từ chối nhận phép lạ. Để chúng ta nhìn thấy được điểm này, chúng ta hãy để ý đến Ma-thi-ơ chương 26 câu 53-54. Chúa nói với Phi-e-rơ, con tưởng rằng ta không thể xin cha, và Ngài sẽ lập tức sai đến cho ta hơn 12 quân đoàn của thiên sứ hay sao? Nhưng câu 54 đây là lý do. Nếu thế thì làm sao ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói rằng việc này phải xảy ra như vậy? Tại đây Chúa Giê-xu muốn nói với Phi-e-rơ rằng ta không làm cái phép lạ. Phép lạ của việc bảo vệ của Đức Chúa Trời, đó là Ngài sẽ sai 12 đội thiên sứ từ trời xuống để bảo vệ chúng ta. Tại sao? Bởi vì nếu được bảo vệ thì tất cả những lời tiên tri của Kinh Thánh về sự chết, sự hy sinh của Đức Giê-xu để cứu chuộc nhân loại sẽ không thể xảy ra được. Anh chị nắm được vấn đề không? Nên có những vấn đề trong đời sống của chúng ta, nếu phép lạ mà nó chặn đường, nó ngăn cản và làm hư cái kế hoạch lớn lao của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu chọn không thực hiện. Ở đây là cái chỗ mà chúng ta gặp trở ngại. Vì chúng ta không biết, trong cái sự hiểu biết của con người của chúng ta không biết hết cái kế hoạch tối hậu của Đức Chúa Trời là gì. Và khi chúng ta đụng vào trong cái kế hoạch tối hậu của Đức Chúa Trời mà chúng ta thấy cái phép lạ không xảy ra như chúng ta mong muốn. Vì có những giây phút ở trong đời sống của chúng ta, có những việc mà chúng ta nói rằng, ồ, Chúa nên làm cái phép lạ này, Chúa phải làm cái phép lạ này vì tốt lắm cho đạo của Chúa. Thì chúng ta lại thấy Chúa im lặng. Chúng ta không biết được hết cái chương trình của Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết cái việc chúng ta xin trì hoãn cho cái người thân thương của chúng ta, Chúa không đáp lời. Chúa biết những điều chúng ta không biết. Chúa biết tương lai, Chúa biết quá khứ, Chúa biết hiện tại chúng ta như là ngay trước mặt Ngài. Kinh Thánh cũng ước cho chúng ta thấy về sự việc tiên tri Ê-sai đến nói với một vị vua vì tội của ông không nhờ cậy Đức Chúa Trời, ông sẽ chết. Thì vua này xoay mặt vào trong bức tường khóc. Tiên tri Ê-sai đi ra, và khi ông vừa mới đi ra ngoài, Chúa bảo trở lại nói với vị vua này.
ông sẽ sống thêm 15 năm nữa. Nhưng nếu chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta sẽ thấy rằng trong 15 năm đó, thì vua này đã làm những điều rất ác và phạm tội với Đức Chúa Trời. Cho nên biết đâu chừng người thân thương của chúng ta, nếu cho họ sống thêm, họ sẽ có cơ hội để phạm tội và làm những điều nguy hiểm cho đời sống của họ. Mà biết đâu chừng sống trong tội lỗi như vậy, họ sẽ chối Đức Chúa Trời, chối Đức Chúa Giê-xu và có thể đánh mất cái sự cứu lỗi của mình. Chúng ta không biết, nhưng mà Chúa biết. Cho nên trong những trường hợp như vậy, thì như tác giả của Thi Thiên 77 xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa một cách trọn vẹn. Làm cái công việc mà vợ chồng của chúng tôi trong các năm qua thường nhắc nhở nhau. Và chúng tôi đem những trường hợp của những người không được chữa lành bỏ vào trong một cái hồ sơ, gọi là hồ sơ không thể giải thích được. Và nhắc nhở nhau, ngày chúng ta gặp Chúa, chúng ta sẽ hỏi Chúa rằng tại sao trong trường hợp đó chúng con thấy rằng ô, tất cả mọi việc với Chúa, ngày thi thố cái phép lạ đó thì là danh của Chúa sáng chừng nào, nhưng tại sao Chúa không làm? Và tôi tin rằng đến lúc đó chúng ta ở phía bên kia của ánh sáng mặt trời thì chúng ta không cần phải hỏi nữa, vì lúc bây giờ chúng ta biết Chúa như chúng ta đáng phải biết. Chúng ta hiểu chương trình của Đức Chúa Trời, vì Chúa nghe cho chúng ta. Thường trong lúc đó chúng ta không thấy, nhưng mà sau thời gian chúng ta nhìn lại, chúng ta đã thấy cái lý do rồi. Xin Chúa giúp đỡ đi chúng ta, đừng để cho mình bị vấp phạm, giận Chúa, bỏ Chúa. Mà xin Chúa cho để chúng ta là những người đã biết Chúa trong nhiều đời sống, nhiều mặt của đời sống của chúng ta. Chúng ta được kinh nghiệm Ngài, chúng ta sẽ chọn đặt cái điều đó vào trong cái hồ sơ và chúng ta cất giữ lên, gọi là hồ sơ không thể giải thích được. Thì chúng ta đã thấy Chúa làm phép lạ quá nhiều, chúng ta không thể nào đi đến chỗ là chối bỏ những cái kinh nghiệm đó và nói rằng những cái điều đó không phải là sự thật. Nó là thật, rất thật. Và tôi khuyến khích anh chị em hãy thực hiện công việc đó, để chúng ta sẽ để điều mà chúng ta không giải thích được đó, chờ đến ngày gặp Chúa chúng ta hỏi trực tiếp, bỏ nó vào trong cái hồ sơ gọi là không thể giải thích được, rồi chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho người bệnh, chúng ta tiếp tục phục vụ và chúng ta tiếp tục hỏi những người có nhu cầu, tôi có thể giúp đỡ bạn điều gì, tôi có thể làm gì để có thể giúp đỡ bạn. Amen anh chị em. Nếu những điều mà chúng ta nhận biết rằng có những cái nguyên nhân của cuộc sống chúng ta không hiểu hết, nhưng Chúa biết. Lý do thứ ba mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu không làm phép lạ khi vắng bóng của đức tin. Đây là chỗ chúng ta có thể làm được, đó là chúng ta kiện toàn đức tin của mình. Chúng ta thấy rằng lòng của Đức Chúa Trời rất vui và chúng ta chạm được đến tấm lòng của Đức Chúa Trời khi chúng ta đến với Chúa trong đức tin. Tại quê hương của Chúa Giê-xu, dân chúng bàn tán đó có phải là con trai của người thợ mộc Joseph ở giữa chúng ta không? Tại quê hương của Chúa người ta bị vấp phạm. Chúng ta thử hình dung Đức Chúa Giê-xu người lớn lên từ làng Nazareth. Những đứa trẻ khác đã từng chơi với Chúa ở trong xóm, bây giờ lớn lên thấy Chúa Giê-xu người đi xa, bắt đầu thánh vụ của người trở về Nazareth, giống kỳ phép lạ được đồn rằng Chúa đã làm ở khắp mọi nơi. Nhưng họ nhìn Chúa Giê-xu nói rằng thì người làm gì của mình mà, đó là có phải là con trai của ông thợ mộc tên là Joseph đang sống ở giữa chúng ta không? Vì cái đó họ vấp phạm, vì họ không còn nhìn Chúa Giê-xu với cái nhìn của đức tin và mong đợi sự giúp đỡ của Ngài. Họ nhìn Chúa Giê-xu với ánh mắt quen thuộc. Và đây là chỗ chúng ta rất dễ để chúng ta bị rơi vào, chúng ta lờn đi đối với công việc của Chúa. Chúa Giê-xu cũng cho chúng ta biết một cái lý do khác nữa trong bối cảnh này, đó là tiên tri không được tôn trọng ở quê hương của mình. Và đây cũng là điều giúp đỡ chúng ta để chúng ta nhìn xa hơn. Những ước mơ và đường lối của hội thánh của Chúa, chúng ta sẽ tiếp tục dấy lên những lãnh đạo trẻ được nuôi dưỡng trong bầu không khí của hội thánh của Chúa. Để tiếng Anh dùng là leader grow in our backyard. Để chúng ta đem và ghép người từ những nơi khác, họ không có những cái kinh nghiệm qua những quá trình mồ hôi nước mắt với chúng ta, cho nên họ có thể ném bỏ sự hiệp một trong hội thánh của Chúa một cách dễ dàng cho danh lợi của họ và làm thương tổn hội thánh của Chúa.
Thì chúng ta để ý đến điều này. Khi Chúa dấy lên và Ngài đưa những người trẻ ở trong những ngày sắp đến vào trong sự hầu việc Chúa tại hội thánh tại đây, thì chúng ta thấy ý niệm mà chúng ta đã tìm cách để đuổi nó ra khỏi tâm trí của chúng ta, đó là Elise khi ông xin thần cảm động trên thầy sẽ cảm động tôi gấp bội. Chúng ta để ý là Eli không có mắng nó rằng sao con kiêu ngạo, sao con tham vọng như vậy. Nhưng mà không, Eli đã trả lời: con xin một điều khó, nhưng nếu con thấy ta được cất lên, tức là Đức Chúa Trời Ngài chấp nhận, Ngài đón nhận cái lời cầu xin của con. Và cảm ơn Chúa, Elise đã được thần của Chúa cảm động gấp bội ở trong trường hợp đó. Và chúng ta đi đến kết luận, thật là một cái điều phước hạnh nếu thế hệ sau tốt hơn, mạnh mẽ hơn thế hệ trước. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Trở lại điều mà chúng ta đi đến tại đây, trong Matthew chương 13 câu số 58, ở trong cái hoàn cảnh vắng bóng của đức tin đó, thì là của Chúa chép như thế này: tại đó Ngài không làm nhiều việc quyền năng. Tại sao? Vì sự vô tính của họ. Điều này cho chúng ta thấy rằng khi có mặt của sự vô tính vắng bóng của đức tin đó, thì Chúa Giê-xu không làm phép lạ trong những chỗ đó. Vì chúng ta tin rằng đức tin lay động trái tim của Đức Chúa Trời. Chúng ta còn nhớ người đàn bà bị bệnh mất huyết, bị bệnh rong huyết đã 12 năm. Theo luật của Cựu Ước thì bà đã bị kể là người ô uế. Thì lời của Chúa cho chúng ta thấy ở trong Mát chương 5 bắt đầu từ câu 25 như thế này: trong số đó có một người phụ nữ bị rong huyết đã 12 năm. Lâu nay bà đã khốn khổ trong tay của nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, nhưng bệnh không thuyên giảm và ngày càng nặng thêm. Bà đã nghe nói về Đức Chúa Giê-xu nên lẫn vào giữa đám đông, tiến vào phía sau Ngài và chạm vào áo của Ngài. Vì bà tự nhủ, chỉ cần chạm được áo của Ngài thì ta sẽ được lành. Lập tức máu cầm lại, bà cảm nhận nghe rằng mình đã được chữa lành. Câu 30, Đức Chúa Giê-xu liền nhận biết có một năng quyền vừa ra từ Ngài, nên Ngài quay sang phía đám đông và hỏi: ai đã chạm vào áo của ta? Các môn đồ thưa: thầy thấy đám đông chen lấn thầy, sao thầy còn hỏi ai chạm đến ta? Ngài nhìn chung quanh để xem ai đã làm điều đó. Câu 33, người phụ nữ biết điều đã xảy đến cho mình nên run sợ, đến phủ phục dưới chân của Ngài và trình bày với Ngài tất cả sự thật. Và câu 34, Đức Giê-xu phán: hỡi con gái ta. Điều gì anh trên? Điều gì làm cho bà được cứu, được lành? Xin chúng ta cùng lặp lại với nhau theo như chúng ta thấy trên màn ảnh. Hỡi con gái ta, đức tin của con đã cứu con. Đức tin của con đã cứu con. Ở đây không nói đến quyền năng luôn xuất ra từ thân thể của Đức Chúa Giê-xu chạm đến thân thể của bà đem lại sự chữa lành, nhưng mà Chúa Giê-xu Ngài kể điểm cho, đó là đức tin của con đã cứu con. Amen. Thì điều đó cho chúng ta tràn trề hy vọng. Khi chúng ta có đức tin, chúng ta có thể được cứu khỏi những hoàn cảnh khó khăn của mình, được chữa lành, được giúp đỡ. Một trường hợp khác, một người phun. Trong số 10 người phun đứng từ xa xin Chúa chữa lành cho họ, Chúa Giê-xu bảo hãy đi và trình diện với thầy tế lễ. Chúng ta biết trong luật của Chúa, thầy tế lễ là người duy nhất sau khi xét nghiệm một người đã từng bị bệnh phun, và khi xét nghiệm và thấy rằng người này đã được sạch, thì người này dâng một cuộc tế lễ, rồi thầy tế lễ công bố rằng người này có thể trở về và sống với cộng đồng của mình. Để những người phun phải tách rời và ở bên ngoài trại quân, khi đi đâu thì cũng phải trùm đầu trùm khăn của mình lại. Thấy một người sắp sửa đi đối mặt với mình phải la lên để họ tránh, đó là ô uế ô uế. Chỉ có thầy tế lễ mới có thể xác nhận rằng người này được lành và được phục hồi lại trong xã hội. Thì trong cái hoàn cảnh này chúng ta thấy 10 người đi và Kinh Thánh ghi lại chúng ta họ được lành trong lúc họ đang đi. Trong số đó có một người trở lại, và người này đã cúi xuống và thờ phượng Đức Chúa Giê-xu cảm ơn Ngài. Luca chương 17 câu số 19, rồi Ngài phán với anh: hãy đứng dậy và đi. Họ sẵn giúp tôi chúng ta công bố điều này: hãy đứng dậy và đi, đức tin con đã chữa lành con. Cảm ơn Chúa. Người này đang thiên nhiên, ông vung lên và xin sự thương xót của Đức Chúa Trời: hãy Giê-xu, con cháu của David, xin thương xót tôi cùng. Những người chung quanh thấy ông lao đến làm ông sầm như vậy: đừng làm phiền thầy. Ông còn la lớn hơn nữa: xin sự thương xót của Chúa. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta ông kinh nghiệm được điều ông cầu xin trong Mát chương 15 câu 52. Ngài phán: hãy đi,
Vì vậy anh chị em xin chúng ta cùng lớn tiếng công bố với nhau: hãy đi, đức tin con đã chữa lành con. Và chúng ta thấy kết quả thì lập tức người mù được sáng mắt lại và đi theo Ngài. Cảm ơn Chúa. Khi Đức Chúa Giêsu thấy đức tin Ngài luôn lấy làm lạ, và lòng của Chúa rung động đối với đức tin của những người đến với Ngài. Thưa Hebrew nói rằng khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời thì chúng ta phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay ban thưởng cho những người tìm kiếm Ngài, bởi đức tin tìm kiếm Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng ta phải nhớ thời đại có người đầy tớ bị bệnh, thì những người Giu-đa đã đại diện ông để xin Chúa Giêsu giúp đỡ cho thầy đội này vì người đầy tớ của ông đang mắc bệnh. Giêsu lập tức đáp lời cầu nguyện, Ngài cùng với đám đông đi về hướng nhà của thầy đội này. Nhưng ông cho một người ra để chặn Đức Giêsu và nói với Ngài: tôi không xứng đáng để rước thầy vào nhà, chỉ cần thầy phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. Và ông áp dụng nguyên tắc của thẩm quyền mà ông đã có trong quân đội, nói rằng tôi có người ở cấp trên của tôi truyền lệnh cho tôi phải làm theo, nhưng tôi cũng có những người cấp dưới của tôi bảo đứa này đến thì nó đến, đứa nó đi thì nó đi. Ông chuyển cái sự hiểu biết của ông về thẩm quyền của quân đội đó vào trong sự đức tin của ông bày tỏ nơi Đức Chúa Giêsu. Ông hàm ý rằng con tin rằng Chúa Ngài có thẩm quyền trên bệnh tật của đầy tớ của con. Chúa không cần phải đến, không cần nhọc nhằn để đến tận nơi, Chúa chỉ phán một lời truyền lệnh thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta điều này hết sức là tốt đẹp để nhắc nhở chúng ta. Nghe những lời ấy, Đức Chúa Giêsu ngạc nhiên về thầy đội trưởng, quay lại và bảo đoàn dân đi theo Ngài rằng: ta bảo các ngươi, ngay trong dân Israel ta cũng không thấy đức tin nào như vậy. Nghe những lời này, Đức Chúa Giêsu ngạc nhiên về con người này. Ở quê hương không ai tin, vì cho rằng Ngài là con trai của Joseph, người thợ mộc. Ngài không làm phép lạ vì vắng bóng của đức tin. Nhưng khi đức tin của thầy đội này đặt nơi Chúa, làm cho Giêsu Ngài ngạc nhiên. Anh chị em cho tôi nhắc lại, đức tin của chúng ta chạm đến tấm lòng của Đức Chúa Trời. Một câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra là khi đụng đến tin, bạn làm Chúa ngạc nhiên hay là làm cho Chúa lấy làm lạ? Ở làng Nazareth, Chúa lấy làm lạ vì dân chúng không tin. Mà những con người đã nhận được phép lạ từ nơi Chúa đó, thì Chúa Ngài ngạc nhiên về đức tin của họ. Đức tin của người đàn bà dân ngoại xin Chúa chữa lành cho con gái của mình, đức tin của thầy đội ở tại đây, đức tin của người Samari, một trong 10 người đã được chữa lành trở lại để nhờ Chúa thờ phượng Ngài. Anh chị em, đức tin của chúng ta chạm đến tấm lòng của Đức Chúa Trời. Tại đây chúng ta có thể lo lắng, nhưng mà tôi thấy đức tin của mình nhỏ quá, không được giống như mục sư và những người khác. Anh chị em nhớ, Chúa Ngài có bao gồm chúng ta trong phước hạnh này. Cho nên nếu đức tin của chúng ta chỉ bằng hạt cải thì chúng ta cũng có thể dời núi được. Cảm ơn Chúa. Đức tin bằng hạt cải, điều này cho chúng ta thấy rằng đối với Đức Chúa Trời, cái đo lường của đức tin của chúng ta không dựa trên kích cỡ của nó, mà dựa trên lòng của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Người ta kể khi có người đáp một cái chuyến tàu hỏa rất xa đi đến để gặp một người nữ của Đức Chúa Trời trên là Catherine Kuhlman. Ông đến và nói rằng: ôi thật là phước hạnh của tôi đến được gặp người có đức tin lớn mà nhìn để nói lên ý của bà sắp tuyên bố. Ông đi làm chỗ rồi, vì tại đây không có người có đức tin lớn, chỉ có người tin nơi Đức Chúa Trời lớn, Đức Chúa Trời vĩ đại. Và như vậy mà phép lạ đã xảy ra trong chức vụ của bà một cách rất là lớn lao. Chúng ta không có đức tin lớn, nhưng đức tin của chúng ta sẽ kết quả khi chúng ta dám đặt nơi một Đức Chúa Trời vĩ đại, Đức Chúa Trời lớn lao. Ngài chính là nguồn của những gì chúng ta cần. Ngài chính là đấng có thể làm những công việc mà chúng ta nhờ cậy. Cảm ơn Chúa. Một tấm gương khác để chúng ta đi nhanh đó là có một người cha. Trong cái quá trình ông đã đi đến cái chỗ mà tôi xin Chúa Ngài giúp đỡ để tất cả chúng ta đều sẽ đến được chỗ này. Có người cha: con bị quỷ ám, quỷ giật kinh phong khiến cho nó bị ném xuống nước, ném vào trong lửa. Ông khổ sở với tình trạng này vì đứa con yêu thương của mình, và đem con của mình đến cho các môn đồ của Chúa. Trong lúc Đức Giêsu và ba môn đệ thân tín của Ngài đang ở trên núi cao và Chúa Ngài hóa hình ở trên đó, các môn đồ của Chúa không đuổi được. Và khi Chúa Ngài xuống thì ông này chạy đến, ông gặp Đức Giêsu, ông trình bày cái vấn đề của mình. Thì chúng ta thấy Đức Giêsu hỏi người cha: cháu bị thế này đã bao lâu rồi? Người cha thưa: từ khi cháu còn bé. Quỷ đã nhiều lần ném cháu vào lửa và nước để giết cháu đi. Nhưng nếu thầy có thể làm gì được, làm được gì, xin thương xót tôi và giúp cho. Đức Giêsu đáp: sao lại nói nếu thầy có thể làm được
ai tin thì mọi việc đều được cả. Và Mác chương 9 câu 24, cha đứa trẻ bèn la lên rằng: tôi tin, xin giúp cho sự vô tín của tôi. Ông nhìn nhận một vấn đề mà xin Chúa cho để một số trong chúng ta cũng nhìn nhận. Chúng ta tin Chúa làm phép lạ, chúng ta tin Chúa sẽ làm phép lạ. Chúng ta tin, nhưng mà còn những chỗ nào đó trong chúng ta vẫn còn có cái vô tín. Người cha này la lên: tôi tin, xin giúp cho sự vô tín của tôi. Phải chăng nó là cái chỗ mà chúng ta đã có một cái kinh nghiệm, chúng ta xin nhưng không thấy Chúa làm? Chúng ta gặp những cái điều chúng ta đã trải nghiệm, nó quá lớn, nó gần với trái tim chúng ta đến độ chúng ta giận Chúa. Hay là chúng ta nghe những người khác họ chia sẻ những kinh nghiệm của họ, rồi chúng ta đi đến một cái kết luận và chúng ta chọn một cái lập trường: Đức Chúa Trời không có thật, Đức Chúa Trời không làm phép lạ và Ngài không quan tâm. Tôi cầu nguyện đi điều đó không xảy ra cho chúng ta, nhưng hết thảy chúng ta sẽ đi đến chỗ kiện toàn đức tin của mình, nhận biết những gì Chúa sẵn sàng làm và những gì Chúa sẽ không làm, để chúng ta có thể nhận được phước hạnh từ nơi Chúa. Đức tin của chúng ta không dựa trên những gì Chúa làm, nhưng đức tin của chúng ta dựa trên Đức Chúa Trời là ai. Cho tôi nhắc lại, đức tin của chúng ta không dựa trên những gì Chúa làm, nhưng đức tin của chúng ta dựa trên Đức Chúa Trời là ai. Ngài là Chúa toàn năng, Ngài là Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài là Đức Chúa Trời khôn ngoan, Ngài là Đức Chúa Trời chữa lành, Ngài là Đức Chúa Trời đem lại sự bình an cho chúng ta, Ngài là Đấng muốn ở với chúng ta, Ngài là Đấng nuôi dưỡng chăm sóc chúng ta, là Đức Giê-hô-va Sa-đai của chúng ta. Ngài yêu chúng ta và Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài một cách rõ nhất khi Ngài bằng lòng mang lấy thân thể của người và chịu chết ở thập tự giá. Đấng đó, chúng ta đặt đức tin lên Ngài vì Ngài là ai trong cuộc đời chúng ta, chứ không phải những việc Chúa làm. Một khi chúng ta tin nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã bày tỏ cho chúng ta những danh xưng của Ngài và chính mình Ngài qua lời của Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm những việc Chúa làm. Đừng dựa đức tin của chúng ta trên những việc Chúa làm mà chúng ta mất cơ hội để kinh nghiệm những phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Một điều khác mà tôi xin nhắc nhở anh chị em tại đây, đó là mục đích chính của Đức Giê-xu khi Ngài đến thế gian này để cứu linh hồn của chúng ta. Chữa lành là một trong những công việc để giúp đỡ cho con người của chúng ta, nhưng mà sự cứu rỗi là lý do chính mà Đức Giê-xu đã đến thế gian này. Bởi vì khi tâm linh của chúng ta được cứu, thì khi thân thể của chúng ta có thể già nua bệnh tật mà nó nằm xuống đó, chúng ta được sự sống đời đời. Tất cả những người đã được chữa lành ở trong Cựu Ước cũng như Tân Ước rồi, họ cũng đã qua đời. Nếu đó là tất cả những gì Chúa Giê-xu đến và đeo đuổi, thì chúng ta thấy rằng Ngài không phải là cứu Chúa đời đời của chúng ta. Ngài muốn cứu chúng ta, mà trong sự đáp ứng quan tâm với nhu cầu của con người chúng ta, Chúa bằng lòng làm những phép lạ của Ngài. Cảm ơn Chúa. Mình xin Chúa giúp đỡ đến điều này thêm đức tin của anh chị em. Và hôm nay cái sự kêu gọi khác hơn các kêu gọi khác một chút, là hôm nay trong tinh thần của những điều mà chúng ta đã được nhắc nhở và huấn luyện trong những ngày qua, chúng ta sẽ đáp ứng nhu cầu của nhau. Chúng ta sẽ sống với thái độ: tôi có thể làm gì cho bạn. Có những ai đang có mặt ở trong buổi nhóm của chúng ta mà quý vị có những ốm đau trong thân thể, có những bệnh tật cần được sự chữa lành, tôi sẽ khuyến khích quý vị đứng lên tại chỗ của mình ở trong ngày hôm nay. Và tất cả các anh chị em khác thấy những người đứng xung quanh mình đó, và chúng ta đến gần để cùng hiệp đức tin và phục vụ anh chị em của mình. Tôi nói rộng thêm một chút xíu nữa, ngoài khi việc chúng ta được cần được chữa lành về thể xác, thì có một sự chữa lành khác rất cần ở trong ngày hôm nay, đó là sự chữa lành của nội tâm. Hôm qua vợ chồng của tôi và một sư xem có gặp một người thiếu nữ, mà khi nghe lời tâm sự của em, chúng tôi nhận biết đây không phải là một trường hợp đặc biệt. Mình cũng có những cái sự khó khăn ở trong tâm hồn của mình, nhưng mà nó đã làm cho nhân lên nhiều lần khi trải qua Covid-19 trong cô đơn đối diện một mình với đại dịch đó, mà không có gia đình, không có những người thân thương ở bên cạnh, có những thương tổn ở trong đời sống. Chúng ta cần được Chúa nhờ chữa lành để chúng ta được lành lặn, để chúng ta có thể cho ra, để chúng ta có thể phục vụ. Amen, anh chị em. Cảm ơn Chúa. Cho nên những ai cũng cần được Chúa rực những vết thương lòng của chúng ta, cho những điều mà chúng ta có thể, chúng ta đẩy nắp lại, chúng ta đóng nút chai lại, chúng ta nghĩ rằng đừng mở ra bởi vì chúng ta muốn người khác biết. Nhưng anh chị em yêu dấu, để chúng ta có thể bước ra khỏi đây và nói với tất cả những người chúng ta gặp gỡ một cách hết sức là mạnh mẽ: tôi có thể giúp bạn điều gì, tôi có thể làm gì để giúp đỡ bạn. Chúng ta cần được chữa lành thể xác, tâm hồn của chúng ta trong ơn của Chúa. Amen, anh chị em.
Nên trong thời gian này, những ai có nhu cầu cần được chữa lành, hãy đứng lên tại chỗ của mình. Trong chị em khác, hãy đến gần và đặt cùng một câu hỏi: tôi có thể làm gì để giúp cho anh chị điều gì trong lời cầu nguyện hôm nay, để chúng ta phục vụ lẫn nhau. Cảm ơn Chúa. Thứ nhất, những người cần được sự chữa lành thể xác nội tâm, xin đứng lên tại chỗ của mình. Cảm ơn Chúa. Các anh chị em khác và những người đã nhận được sự sức dầu bội phần như chúng ta đã nghe đã được nhắc nhở ở trong Chủ nhật ngũ tuần vừa qua, tôi khuyên các anh chị em đó đứng dậy. Chúng ta cần áp dụng những gì chúng ta tin rằng mình đã nhận từ nơi Chúa, bởi vì Chúa cho để chúng ta sử dụng, để chúng ta sẽ có thái độ như tiên tri Lisê khi nhận được chiếc áo tơi của thầy của mình. Ông đối diện với nước của sông Giô-đanh và ông cuộn cái áo đó lại, ông chuẩn bị đập xuống nước và ông hỏi: Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Eli ở đâu? Ông đập xuống và Đức Chúa Trời nói rằng: ta đây. Và Ngài làm cho nước của Giô-đanh rẽ ra. Elisê sẽ không bao giờ bước vào trong được thiên mệnh của mình mà Chúa đã định cho ông, cho đến khi ông nhận và sử dụng. Sự sức dầu bội phần, sự sức dầu của Chúa trong đời sống của chúng ta, đức tin cho dù nó chỉ bằng hạt cải, cứ cầu nguyện trong mức độ đức tin của mình, với lòng tin một cách trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời, và để Chúa Ngài vui và nhìn thấy và Ngài ngạc nhiên chứ không phải lấy làm lạ khi Ngài nhìn xuống và thấy mức độ đức tin của chúng ta trong căn phòng này ngay trong thời gian này. Mời các anh chị em nhanh chóng tìm những người đang đứng và chúng ta xin phép để cùng cầu nguyện với họ và cùng nhau tin Chúa Ngài sẽ làm những việc lớn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ chữa lành. Như sáng hôm nay có một người gặp tai nạn trong công việc làm, đầu gối bên trái phải mang một cái brace và đi một cách rất là đau đớn. Cảm ơn Chúa đã được lành trong buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa vì những tâm hồn đã được chữa lành trong ơn của Chúa và họ đã vui trong nước mắt tạ ơn Đức Chúa Trời. Mà đừng để chúng ta mất cái cơ hội này. Tôi biết rằng bây giờ đã trễ, nhưng hãy gõ cửa thiên đàng, cầu nguyện với anh chị em của mình, sử dụng đức tin làm cho Chúa phải ngạc nhiên trong ơn của Ngài. Và sau đó tôi sẽ được phép để cầu nguyện chung cho anh chị em trong ơn của Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con là Đức Chúa Trời hay thương xót, đấng vẫn làm phép lạ lớn lao. Ngài là đấng hay thích làm những phép lạ lớn lao. Ngài là bày tỏ công việc của Ngài và mạnh sức của Ngài ở giữa các dân. Chúng con ngợi khen Ngài vì Chúa của chúng con yêu thương chúng con. Trong thời giờ này Chúa giọng, xin nghe và đáp lời cầu nguyện đầy đức tin của anh chị em của chúng con, để hội thánh của Chúa được lành lặn. Chúng con không ra về với những đau đớn khó khăn mà chúng con mang đến đây trong buổi sáng hôm nay, nhưng con ra về trong sự chữa lành giải cứu rất lành của Chúa, để chúng con được lành lặn và ở trong vị trí chúng con có thể bàn tròn. Đêm này thân thể của anh chị em chúng con bằng sự chữa lành phục hồi sức khỏe, để chúng con đầy tràn sức khỏe. Sự phục hồi tâm hồn của chúng con, để chúng con không bị thất thoát sự hiện diện của Chúa khi tấm lòng của chúng con bị tan vỡ, để chúng con được lành, chúng con được giải cứu, chúng con kinh nghiệm được sự tự do trong Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Xin hành động, xin hành động, xin hành động. Trong thời gian này chúng con cảm ơn Ngài. Chữa lành những thân thể cần được chữa lành, chữa lành những tâm hồn cần được sự chữa lành. Và trong ơn của Ngài chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Anh chị em mình nữa, cầu nguyện xong công bố sự chữa lành của Chúa trên các anh chị em của mình, cả tâm hồn lẫn thể xác, ở trong ơn của Chúa. Ngợi khen Chúa, chúc tụng Ngài. Lạy Chúa, xin giúp đỡ để hết thảy anh chị em của chúng con sẽ mạnh mẽ kể từ đây, được phục hồi, được lành, được làm mới lại lòng tin của chúng con nơi Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con, nhất là trong lĩnh vực của sự chữa lành, để chúng con sẽ ra về mạnh mẽ, đi ra phân phối ơn này, sự chữa lành này cho những người chúng con tiếp xúc. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài vì những phước hạnh Chúa Ngài đang làm trong các hàng ghế, trong thân thể của Chúa ở tại đây trong giờ phút này. Tạ ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúc ban phước cho anh chị em. Cảm ơn của Ngài mạnh mẽ ra đi để phục vụ những người lân cận của chúng ta. Chúa ở cùng và gặp lại anh chị em trong những buổi nhóm kế tiếp của chúng ta. Xin kính chào. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng.
Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.